thông báo của ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Chúc mừng sinh nhật. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức sản xuất chương trình giải trí truyền hình mang tên Chúc mừng sinh nhật. Đây là chương trình dành cho những người có ngày sinh trong khoảng từ thứ hai đến chủ nhật của tuần phát sóng, đồng thời cung cấp cho khán giả ngày sinh của những người nổi tiếng trong và ngoài nước, giới thiệu những nhân vật nổi tiếng có ngày sinh chung với các sự kiện, lễ kỷ niệm lớn nhất trong tuần lễ phát sóng chương trình, tạo điều kiện cho các thí sinh được giao lưu với những nhân vật nổi tiếng có chung ngày sinh với mình. Và sau đây là điều kiện đăng ký tham gia đợt 2 của chương trình. 1. Mọi người từ 18 đến 50 tuổi có ngày sinh từ ngày 1 tháng 10 đến 3 tháng 2 đều có thể đăng ký tham gia chương trình. 2. Khi đến đăng ký, mang theo một tấm hình 3-4, giấy tờ tùy thân để đối chiếu ngày sinh theo quy định. 3. Thí sinh khi đến đăng ký cần ăn mặc lịch sự và phải chấp hành các quy định của ban tổ chức. 4. Thời gian đăng ký từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2007. Buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ. Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận 1. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Chúc mừng sinh nhật của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 8-292-737, 8-222-517. Ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Chúc mừng sinh nhật. Thưa quý vị, chương trình truyền hình ngày thứ Bảy 18 tháng 8 trên kênh 7, mời quý vị theo dõi những tiết mục sau. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Đài Loan Chuyện tình bên đại dương xanh tập 19, 6 giờ phim hoạt hình Toon Disney, 6 giờ 30 phút chào ngày mới, 7 giờ nghệ thuật và cuộc sống, 7 giờ 15 phút thơ ca sao hòa tuổi hoa, 8 giờ 15 phút chân dung nhà vô địch, 8 giờ 45 phút thể thao sáng thứ Bảy, 9 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam Minh Nguyệt tập 2, 11 giờ 25 phút sống tươi trẻ mỗi ngày, 12 giờ chiếu phim phim truyện Đài Loan Như ánh sao rơi tập 23 và 24, 13 giờ 45 phút ca nhạc Mãi mãi nhớ ơn, 14 giờ 15 phút chiếu phim phim truyện Singapore Đài Loan Nàng lọ lem tập 16 và 17, 16 giờ ca nhạc Khúc ca cuộc đời, 16 giờ 45 phút khoa học và đời sống, 17 giờ chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Được làm hoàng tử tập 21 và 22, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút chiếu phim tiếp theo, 19 giờ trò chơi truyền hình Chuyện nhỏ, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ ngôi nhà mơ ước, 20 giờ 30 phút chuyện không của riêng ai, 21 giờ ký sự Tân Đảo, 21 giờ 10 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam Gọi giấc mơ về tập 9, 22 giờ tin trong nước, 22 giờ 15 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Tạm biệt đơn côi tập 21, 23 giờ 10 phút tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao, 23 giờ 30 phút người chiến thắng,